bất ngờ với bọc tiền cụ bà 90 tuổi cuộn kỹ, giấu trong bao tải. Những tờ 500.000 đồng, 200.000 đồng mới, thậm chí có cả những tờ tiền mệnh giá 50.000, 10.000 đồng tiền giấy trước đây, gấp gọn gàng, buộc bằng dây lạc được con cháu bà cụ phát hiện trong bao tải. Mới đây, người dân ở thôn Hạ Bằng, Thạch Thất, Hà Nội được fan hiếu kỳ, kéo đến nhà anh Nguyễn Văn Sự, 39 tuổi khi xem gia đình livestream, ghi hình phát trực tiếp. Phóng viên cảnh người thân bất ngờ phát hiện, kiểm đếm bọc tiền bà nội cất giấu từ lâu. Anh Sự cho biết cụ bà Nguyễn Thị Tý, 89 tuổi, tên thường gọi là Khanh, là nhân vật chính trong video được đăng tải khi đó, hơn 30 năm nay. Cụ Khanh sống cùng nhà cháu là bố anh Sự, chồng cụ bỏ đi đã lâu, con trai đi xuất khẩu lao động ở Nga, con gái đi lấy chồng. Vì vậy, gia đình anh Sự đón cụ về để dễ về chăm sóc, vốn là người phụ nữ tần tảo, sống độc lập. Cụ ở trong căn nhà nhỏ, sát vách với gia đình anh này, dù ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng cụ vẫn muốn tự nấu nướng, ăn uống, không phụ thuộc vào bất kỳ con cháu nào, anh Sự chia sẻ. Gia đình tôi có ý định tu sửa ngôi nhà cụ đang ở, muốn xây thêm một tầng nữa nên con cháu trong nhà bắt tay vào thu dọn để chuẩn bị xây sửa, bước chân vào căn phòng của cụ. Anh Sự tận thấy nhiều đồ đạc cũ kỹ, nào là chăn gối, quần áo, đồ đạc được cất giữ từ lâu. Anh động viên cụ vứt bỏ những đồ đạc không dùng đến nhưng cụ bà nhất quyết muốn giữ lại. Cụ bà từng bị ảnh hưởng tâm lý do biến cố của gia đình. Cụ sống rất tiết kiệm, tích góp từng đồng mà không dám ăn tiêu. Anh Sự chia sẻ, chính vì vậy, trong căn phòng nhỏ, cụ vẫn vung vén, cất giữ những đồ đạc cũ mềm. Khi mở những túi đồ đó ra, con cháu của cụ vô cùng bất ngờ với một bọc có rất nhiều lớp túi ni lông, bên trong cất giấu nhiều tiền với các mệnh giá khác nhau. Chắc của cụ chia sẻ, tôi cũng không rõ cụ đã cất tiền từ bao giờ, nhưng trong đó có rất nhiều tờ 50.000, 20.000, 10.000 đồng tiền nháy. Được lưu hành ngày xưa, giờ, ít ai thấy được những tờ tiền đó trên thị trường, tổng số tiền này hơn triệu. Chưa kể, đó còn là rất nhiều tờ tiền mới, được gấp gọn gàng thành 4 phần chỉnh chu như bao diêm, buộc chặt bằng dây nhựa hay dây lạc, tổng cộng số tiền này lên đến hơn 20 triệu đồng. Theo anh này, đây có thể là số tiền cụ có được từ trợ cấp người già neo đơn, mừng thọ, tiền mừng tuổi năm mới, con cháu biếu cụ hàng tháng. Ngày thường, mọi người vẫn nhìn thấy cụ bà lưng còng đi chợ đều đặn, nhưng cụ chỉ mua những đồ ăn rất đơn giản. Còn lại, gia đình anh Sự vẫn chuẩn bị gạo, dầu ăn, mắm muối để cụ nấu nướng. Khi phát hiện ra số tiền trên, anh Sự tìm cụ để hỏi cho rõ, đang lọ mọ trong bếp. Cụ cũng nhớ quên quên về số tiền này. Sau đó, mọi người cùng khui số tiền trong các túi ni lông mà cụ cất kỹ. Dưới sự chứng kiến của cụ, con cháu đã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi kiểm đếm bọc tiền. Với rất nhiều tờ tiền cũ, hàng xóm kéo đến, người thì đổi 50.000 đồng, người thì đổi 5.000 đồng để làm kỷ niệm. Cuối cùng, hơn 2 triệu đồng tiền cũ cũng được mọi người trong xóm đổi trả đầy đủ. Theo anh Sự, anh chia sẻ video về cụ bà để lưu giữ những kỷ niệm về người thân của mình. Cụ là người tiêu biểu đại diện cho thế hệ các cụ ông, cụ bà ở nhiều vùng quê với bản tính tiết kiệm, chắc chiêu, không dám tiêu xài cho bản thân, cặm cụi tích lũy từng đồng suốt thời gian dài để cho con cháu. Các cụ được các con cháu biếu chút tiền đều nâng niu, sắp xếp ngay ngắn, cuộn chặt trong chiếc túi tự chế hay như cụ Khanh là gói ghém kỹ lưỡng trong bao lần ni lông, để rồi quên luôn cả khoản tài sản tích góp được. Nhìn hình ảnh cụ bà 90 tuổi, ai nấy chợt nhớ đến thói quen khổ, vừa thương vừa buồn cười đáng yêu của ông bà mình. Không ngờ, đây cũng là video clip cuối cùng anh Sự ghi lại về cụ Khanh. Chiều mùng 9 tháng 4 vừa qua, cụ bị đột quỵ, ngã gục, dù được gia đình đưa đi cấp cứu, nhưng cụ không qua khỏi. Giờ đây, gia đình trống vắng hẳn khi thiếu đi hình ảnh của cụ bà. Đoạn video clip vừa được quay ít ngày trước đó trở thành kỷ niệm quý giá với gia đình về cụ bà. Những hình ảnh yên mãi trong tâm tưởng, hoài niệm của con cháu, xóm làng.